Phúc, bà hàng xóm vừa giới thiệu cho cô bé hàng xóm này. Trời ơi, gái gũ gì. Ôi, sáng như ngon nghẻ như này. Ui, đấy. Ui, thắt đáy lưng ông nhá, vừa khéo chồng chồng, khéo đuôi con. Mẹ ơi, quả mông này mà đẻ con trai thì hết ý nhờ. Anh có con trai rồi còn gì nữa. Chỉ thêm đứa nữa có sao đâu. Ây chà. Này, mẹ đã bảo với người ta về cái chuyện của con rồi đây. Này, con nghĩ gì đấy? Đời nào mẹ nói ra mày có thằng con trai to tổ bố như thế. Làm thế nào mà anh xích được con gái như người ta lại là được. Cái vấn đề bây giờ mình phải làm sao để đuổi được bà chị dâu phiền phức ra khỏi nhà đi đã. Uầy. Những gì bà dạy được chưa? Rồi ạ. Như nào? Bố gọi bằng chữ, bác bằng bố. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. À, cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cô chị gái thế. Cô cảm ơn con nhá. Chú cháu không được đâu, về lắm. Chú cháu chỉ biết kiếm tiền thôi. Mày. Phúc nhà bác được mỗi cái kiếm tiền giỏi. À, cháu mà làm vợ Phúc ấy thì không phải lo nghĩ gì cả. Ôi dồi ôi, chăm lắm nhá. Về giúp bác làm việc nhà đấy. Thế ạ. Nhà có khách rồi mà. Bác chào bố. Anh là anh trai anh Phúc ạ. Em chào anh. Chào em. Anh, mà sao tôi... anh đi mua hậu quả về chưa? Cái gì? À? Cháu uống nước đi. À, dạ ạ. Chuyện gì đấy? Đánh nhỏ túi. Thế sao thằng kia nó lại gọi thằng bằng bố? Cái việc này anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần làm theo em là được. Mày muốn cái gì hả? Thằng con bây giờ là của anh. Con ở nhà này là của em. Cái thằng này nào, giúp em đi. Anh muốn kem dâu không? Cháu về nhá. Năng qua thăm bác nhá. Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ. Trời ơi, tắt đáy lưng ông. Vừa khéo chiều chồng, khéo nuôi con. Phúc, đưa bạn về cẩn thận nhá. Vâng ạ. Ừ. Mẹ nói với bạn gái thằng Phúc, đây là nhà của nó. Con thằng Cường là con của con đấy à? Thì mẹ không nói như thế thì làm sao mà nó lấy được vợ? Mẹ hay thật đấy. Thế lúc người ta biết được ấy, mình dơ mặt ra. Khổ quá. Bởi vì vợ chồng con không giới thiệu cái thua cho nó. Chính vì thế mẹ phải bày cái trò mèo này ra để em mày nó có vợ. Mẹ đúng là. Có chuyện gì thế ạ? Chú Phúc chưa có bạn gái. Mẹ khoe mỗi tháng chú ấy kiếm được mấy trăm triệu ấy. Thế cô gái đấy chạy mất rồi à? Con nghĩ là mẹ nên khuyên chú Phúc mỗi tháng kiếm được 10 triệu đi đã.